Thưa quý vị, khi mà chúng ta nói đến thực phẩm, nói đến rau an toàn thì mọi người thường nghĩ đến các bà nội trợ. Nhưng tại trường Trung học Phổ thông Thới Lai thì vấn đề này còn được tuyên truyền cho học sinh của trường bằng việc xây dựng mô hình hướng dẫn trồng rau an toàn. Với những kiến thức bổ ích và trải nghiệm thực tế thú vị, mô hình đang được các em học sinh hưởng ứng nhiệt tình. Đây là khu vực trồng bắp cải của các em học sinh khối 10 trường Trung học Phổ thông Thới Lai, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ. Theo sự hướng dẫn của giáo viên bộ môn, nhiều em học sinh đã tự tay mình chăm sóc được nhiều cây bắp cải phát triển tốt và đảm bảo an toàn sau khi thu hoạch. Trồng được cái rau sạch đó khiến cho con cảm thấy tự nhiên tự hào, hay là cái công sức mình bỏ ra là xứng đáng, và khi mà ra ngoài mua thì cái giá cả là cũng thấy là hợp lý, không có bị phân vân hay là cảm thấy là cái này giá trên trời hay là nó quá là mắc. Vừa kết hợp với cái lý thuyết và thực tiễn á, thì nó sẽ hình thành một cái kỹ năng. Cái kỹ năng này thì ngoài cái kỹ năng giống như là các em nó hợp tác nhóm để làm ra một cái sản phẩm, rồi khi các em nó làm tạo thành một cái sản phẩm, ví dụ trồng rau sạch, thì các em nó cảm giác là mình đã làm ra những cái sản phẩm cho mình rồi, thì các em nó thật, nói chung là nó có một cái niềm vui nào. Bên cạnh vườn rau sạch chuyên trồng bắp cải, nhà trường còn đầu tư kinh phí làm một khu nhà kính và thành lập câu lạc bộ sinh học. Các em tham gia câu lạc bộ được cung cấp kiến thức về sản xuất rau an toàn và tác động của môi trường đến sức khỏe con người khi sản xuất nông nghiệp, từ việc sử dụng các loại phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật không đúng quy định. Hồi đó tới giờ con vẫn chưa biết rau sạch, con chỉ nghe và được bố mẹ dẫn đi mua, là nói là người bán nói là rau sạch. Thì qua hoạt động này em biết được rau sạch trồng như thế nào, và không phân bón hóa học thì sao thế nào. Nhà trường có phân công ban quản lý hoạt động các câu lạc bộ đó là phải theo dõi sát từng cái giai đoạn của học sinh, và thông qua cái hoạt động của các em học sinh thì nhà trường có đánh giá từng giai đoạn, và đồng thời là giáo viên chủ nhiệm cũng như là đoàn thanh niên cũng là cái người luôn luôn sát cánh cùng các em để hỗ trợ cho, chỉ bảo, cầm tay chỉ việc cho các em làm những cái công việc. Trực tiếp trải nghiệm phần lý thuyết mà mình đã học và thu được kết quả là các sản phẩm an toàn, tạo thêm sự phấn khởi trong học tập, mà từ đó bản thân mỗi em học sinh sẽ là một tuyên truyền viên tích cực và hiệu quả trong việc vận động mọi người cùng nhau tạo ra thực phẩm an toàn, đảm bảo sức khỏe của người sử dụng.